Cái điểm tôi cả trang này để trở thành một đơn vị đứng đầu. Chúng tôi làm anh em, chắc là có thể yên động. Như vậy cuộc đấu lần này coi như đánh huề. Đồng ý. Cho nên nói cạnh tranh lành mạnh là điều tốt. Chúng ta làm vậy không những không gây hại tới người khác, còn khiến cho đám khách được nhờ. Cố gắng ngỗng nhưng không có rượu trái dậy. Sẽ đi tới sáng. Không được, đâu có thể như vậy. Tại sao? Anh không phải thì muốn bà bị gì? Phải. Tôi thì ghét bà, thì căm thù bà lắm. Nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Chỉ là không có lý nào bỏ thuốc sổ nhẹ tới như vậy. Tôi là người lớn, phải làm việc lớn, phải nên chừa lại. Mà này chắc chắn làm cho bà biết tay. Sao mày bị lâm cảnh này? Hello, xin hỏi là có gì giúp được cho chị? Nghe nói chỗ này phục vụ rất tốt, phẩm chất của hội viên cao, vậy tôi có thể kiếm được bạn đời của tôi. Không có sao hết. Có thể trưng diện cho người ta, gái xấu cũng có thể biến thành gái đẹp. Tôi nghĩ tôi cũng không cần trưng diện gì, nhưng mà muốn sửa lại kiểu tóc thôi. Tuyệt đối chính xác, chúng tôi có thể làm tóc năm sau. Đây là danh thiếp của tôi, Tô Hồi Giang. Chỉ cần làm hội viên của chúng tôi và tham gia vào kế hoạch tự trao dồi bản thân, thợ làm tóc năm sau sẽ phục vụ cho cô. Cô muốn mỗi ngày một kiểu tóc cũng được mà. Thiệt hả? Thiệt.
Nhưng mà tôi ngoài việc muốn làm tốt, nếu như biết mang cái dây đẹp, giảm mập chút thì càng được hơn. Không cần, đã đẹp lắm rồi. Cô hai, như vậy đã đẹp hết chữ chị. Bên tôi có Mỹ Dung năm sao, thêm vào thầy tập thể hình với lại dinh dưỡng sư năm sao. Tôi kêu là Miu Miu, chỉ cần cô là hội viên của chúng tôi, tham gia kế hoạch tự trao dồi toàn bộ. Như vậy là hai ông thầy năm sao trên đó sẽ có thể phục vụ cho cô hết mình. Cô hai, nhập tốc quan trọng, tham gia bên tôi ha. Là tham gia bên tôi giảm mập 3 cái dây thì quan trọng lắm. Đương nhiên là tốc quan trọng hơn. Được làm tốc thì không được Mỹ Dung giảm mập.